Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn chiếc gimbal Spot 4 của mình mới mua trên Lazada nha các bạn. Đây. Đợt vừa rồi Lazada có chương trình giảm giá mua các sản phẩm điện tử. Đây. Chiếc gimbal chúng ta đây. Bạn thấy không? Và mình sẽ mở cái chiếc gimbal này ra nha. Mở hộp này, cái hộp rất chắc chắn. Đây các bạn thấy không? Cái tem của nó này, nguyên kiện, nguyên hộp luôn này. Nhưng mà do là mình mở trước để mình kiểm tra thử cái sản phẩm á. Đó. Đây. Mở ra nha các bạn. Đây. Đây có một lục, cái này là chắc là cái hướng dẫn cho mình sử dụng đó nha các bạn. Đây hướng dẫn cho mình sử dụng đây. Cái gimbal này thì nó ra khoảng được tầm hơn năm rồi. Đây cái phiếu bảo hành của cái máy anh 24 giờ nó bán sản phẩm này cho mình. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ mở cái bên trong cái hộp này là bản gì. Sau khi thấy đây chúng ta thấy là đây một cái miếng xốp cứng, một cái hộp bằng xốp cứng rất đẹp. Rồi ta sẽ mở cái này ra nha. Mở ra. Wow, các bạn thấy đẹp không? Trời ơi quá đẹp. Chiếc gimbal này quá đẹp, quá đẹp. Đây là chiếc gimbal của nó. Cái thứ hai, đây là cái chân đế để dựng lên nha các bạn. Đây là chân đế để dựng lên, để dựng chiếc gimbal này nè. Đây. Rồi các bạn thấy không? Hả? Nhìn thấy không? Đây chiếc gimbal mình mua đây. Và đặc biệt là có một cái sợi dây sạc. Rồi chúng ta sẽ khử động lên thử như thế nào. Wow, rất đẹp. Chiếc này rất nhiều nút. Các bạn thấy chưa? Đẹp không? Chắc không? Đây, mình đã cài sẵn cái ốc của ZI Play của Shinzu đây. Của gimbal này các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bỏ vào trong cái coi sờ và đây nó có cái hàng chữ rất đẹp. Đây cái nút này quá chắc nha các bạn. Đây lần đầu tiên mình cầm chiếc gimbal trên tay nha, lần đầu tiên này. Sản phẩm này mình rất thích, lần này mua trên Lazada. Rồi mình bỏ chiếc điện thoại vào nha.
cách thì nó đã tốn tiền. Rồi các bạn thấy nó căng không? Thì rồi chúng ta sẽ mở cái gimbal này đây, cái động gimbal này à. Thấy không các bạn, thấy không, cái dòng ánh sáng led này rất hấp dẫn, rất đẹp đó. Đây mình đã kết nối vào cái sản phẩm của gimbal đó, các bạn thấy không? Đây là nút quay nha các bạn. Phải giờ kết nối bluetooth. Rồi, ta kết nối bluetooth đi. Các bạn thấy đã quay đầu quay rồi đó, đây chắc không các bạn đó. Đây mình sẽ giới thiệu sơ qua các bạn một cái đây à, các bạn thấy chân hả? Rồi đây là cái nút chứ thì sao các bạn này, nút menu này, zoom focus này. Đấy, ví dụ như mình quay đây, lúc đây là nút quay các bạn đó, mình đang quay đây, mình muốn zoom lại, mở lại đó, các bạn thấy không? Rất tiện. Cái nét nha các bạn. Rồi cái này mình mới vừa mua về nên là chưa có biết cái gì đó, mình sẽ xem thử như thế nào. Rồi cái này là chụp hình nè, quay phim đang quay, chúng ta đang quay à. Có đẹp các bạn ơi. Có tiền. Đây
Đây, trực tiếp luôn. Đây. Nó đây nghe các bạn. À, các bạn thấy không? Quá đẹp. Mình nghe cái gimbal này là nó về có thể là vừa sọt và vừa chiếc gimbal này có thể là sẽ xài trong vòng 10 tiếng đồng hồ nha các bạn. Quá trâu. Nhìn quá trâu đó, mình rất thích chặt. Rồi. Cảm ơn các bạn nha đã theo dõi cái clip của mình.